Sử dụng ghế dù trên bờ biển là nhu cầu tất yếu của khách du lịch khi đến với thành phố biển Nha Trang. Mặc dù đã có quy định về việc cấm dù đặt ghế từ nhiều năm qua, nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện không đúng. Tình trạng cấm dù đặt ghế vô tội vạ, chiếm dụng diện tích bãi biển vốn chật hẹp đã làm mất mỹ quan bãi biển, thu hẹp không gian công cộng của bờ biển Nha Trang. Vấn đề này đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra chất vấn tại phiên họp tháng 3 vừa qua sau chuyến khảo sát thực tế. Những ô ghế phế liệu vô chủ nằm ngổn ngang trên bãi biển Nha Trang, cạnh sân bóng đá thanh niên. Dọc các khu vực bãi tắm trung tâm là liệt những ghế và dù. Cách một đoạn lại thấy chòi và kiosk kiên cố. Và cứ thế, các doanh nghiệp du lịch tranh thủ chiếm dụng bờ biển cho riêng mình. Những hình ảnh được ghi nhận trong chuyến giám sát vừa qua của đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực tế này diễn ra hàng ngày, làm xấu đi bờ biển, gây bức xúc trong dân. Mỗi ông một khoảnh, bao nhiêu là ghế rồi bao nhiêu là dù, thế này rất là lộn xộn. Đề nghị làm sao mà có để thì để ít thôi, để gì mà tùm lum tà la hết. Xấu, mà không có chỗ để cho người ta đi lại nữa cơ. Chuyện cấm dù đặt ghế trên bờ biển như thế nào, số lượng, mật độ ra sao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét một cách thận trọng nhằm tạo điều kiện cho du khách lưu trú tại khách sạn từ 4 đến 5 sao có chỗ nghỉ ngơi tắm biển. Thế nhưng nhiều năm qua, thẩm quyền này được phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Số lượng ghế và dù không thể kiểm soát. Từ năm 2013 đến tháng 3 năm 2018, có 46 doanh nghiệp lắp đặt 680 dù và 1.360 ghế, chiếm gần 15.300 m2 bờ biển. Nhiều doanh nghiệp sử dụng vượt quá diện tích cho phép, mật độ bố trí dày đặc, vi phạm khoảng cách từ bờ đến mép nước và thời gian phải thu gọn. Không ít doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 3 sao, nhà hàng, quán bar, thậm chí không hề có khách sạn, vẫn đặt dù ghế. Sau 16 giờ, thời gian buộc phải thu dọn, nhưng nhiều nơi vẫn để bừa hoặc thấy đoàn giám sát mới sụp dịch thu, giấu trong những nhà kho lưu động tạm bợ. Bất cứ đâu cũng bị trương dụng đặt biển quảng cáo, nhà thay đồ, vệ sinh mọc lên một cách tùy tiện, gây phản cảm. Doanh nghiệp lấn chiếm càng nhiều, không gian công cộng dành cho du khách và người dân địa phương càng bị thu hẹp. Cần có một người đứng ra tổ chức, coi như sắp xếp lại vấn đề là để cho du khách họ tự do đi lại. Thứ hai nữa, cảnh vẻ đẹp nó một cái đất thiên nhiên rất đẹp. Chứ ở đây một nhóm coi như là tự túc hết. Mạnh khách sạn cái nào đấy đó là anh tự đứng ra để anh phục vụ khách của anh ra, không phải là một cái chủ trương chung cho nó đẹp hết tất cả cái bãi biển này. Sau chuyến giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Nha Trang đã xây dựng lại phương án bố trí khu vực đặt dù ghế trên bờ biển, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Theo đó, giảm gần 382 m2 đặt ghế dù, dành hơn 95% diện tích bãi biển phục vụ công cộng. Chỉ khách sạn từ 4 đến 5 sao mới được sử dụng, thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Quy định là như vậy, nhưng công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, hành vi vi phạm phải bị xử phạt. Có như vậy mới tránh được tình trạng đâu là vào đấy, trả lại vẻ đẹp, sự thông thoáng, không gian cộng đồng của bãi biển Nha Trang.